Xin chào thầy và các bạn, em tên là Thế Phương đến từ lớp IG45. Mục tiêu của video hôm nay, nhóm chúng em xin trình bày về hai vấn đề. Thứ nhất, đàn ông 70 đến 80 tuổi thường hay áo dâm hay gọi là pedophilia vì lý do gì? Và thứ hai, phụ nữ sau mãn kinh có giảm ham muốn tình dục hay không? Vấn đề đầu tiên đó là pedophilia. Rối loạn áo dâm được đặc trưng bởi những suy nghĩ, tưởng tượng tái phát, kích thích tình dục mãnh liệt, hành vi liên quan đến trẻ em dưới tuổi vị thành niên và phổ biến nhiều hơn ở nam so với nữ. Về nguyên nhân, có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến sự rối loạn hormone bao gồm giảm nồng độ testosterone ở nam trong độ tuổi từ 70 đến 80 tuổi và tăng nồng độ estrogen do liên quan đến chế độ ăn uống và việc sử dụng rượu bia. Đầu tiên là nam từ 70 đến 80 tuổi. Chúng ta có thể thấy nồng độ testosterone của nam giới giảm dần theo tuổi và trong độ tuổi từ 70 đến 80 tuổi thì nồng độ testosterone giảm xuống còn rất thấp. Về chế độ ăn uống và sử dụng rượu bia, chế độ ăn uống nhiều chất béo cộng với sử dụng rượu bia quá đà nhưng không thường xuyên tập thể dục thể thao sẽ làm lượng mỡ bụng ở nam giới tăng nhiều, dẫn đến tăng nồng độ estrogen, từ đó dẫn đến tình trạng nữ hóa ở nam giới. Và có thông tin thêm em muốn chia sẻ, đó là trong bia chứa nhiều phytoestrogen, có cấu trúc tương tự như estrogen, làm tăng lượng hormone sinh dục nữ trong cơ thể đàn ông và thúc đẩy tuyến vú phát triển. Vấn đề thứ hai là phụ nữ sau mãn kinh có giảm ham muốn tình dục hay không? Hầu hết phụ nữ sau mãn kinh đều giảm ham muốn tình dục bởi những lý do sau đây: những thay đổi về nội tiết, bệnh tật hoặc là về các yếu tố xã hội. Đầu tiên là về thay đổi nội tiết. Qua biểu đồ chúng ta có thể thấy, ở phụ nữ mãn kinh, nội tiết tố nữ sẽ ngừng sản xuất, giảm tổng hợp estradiol từ buồng trứng dẫn đến tăng gấp 4,5 lần estron chuyển hóa thành estradiol và tăng gấp 1,4 lần FSH chuyển thành LH. Phụ nữ mãn kinh tổng hợp androgen thấp hơn 0,2 lần so với phụ nữ tiền mãn kinh. Giảm estrogen dẫn đến giảm số lượng vi khuẩn lactobacillus sẽ làm tăng pH âm đạo, kết hợp với sự giảm tiết chất nhờn từ các tuyến bã nhờn ở phụ nữ mãn kinh sẽ làm khô niêm mạc âm đạo, từ đó phụ nữ sẽ thấy đau khi giao hợp, giảm hứng thú và trốn tránh quan hệ tình dục. Về bệnh tật, phụ nữ có thể gặp các vấn đề như là yếu sàn chậu do thoái hóa mô liên kết, thay đổi đặc tính vùng chậu, mạch máu dẫn đến sa sinh dục. Họ có thể gặp các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thần kinh, cơ xương khớp, hoặc là ảnh hưởng của thuốc khi độ lọc cầu thận giảm, gây giảm chức năng sinh dục, kể đến như là thuốc chống trầm cảm, loạn thần, thuốc tránh thai hoặc là các chế phẩm nội tiết. Về yếu tố xã hội như là tình trạng hôn nhân, ly hôn, thiếu bạn đời, mất việc hoặc lo lắng về sức khỏe giảm sút, thiếu tự tin về cơ thể sẽ làm giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ sau mãn kinh. Kết luận, sự thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở nam giới lớn tuổi và phụ nữ sau mãn kinh. Ở nam giới 70 đến 80 tuổi thường có xu hướng ấu dâm, còn phụ nữ sau mãn kinh thường giảm ham muốn tình dục. Phần trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.